Hôm nay mình xin viết một bài về chủ đề tình yêu, cũng sử dụng công cụ Google Search để tìm hiểu xem trong tình yêu thì người ta thường nghĩ gì về nhau, và chúng ta cũng có thể sử dụng những insight đó để có thể trở thành một người yêu tốt hơn. Dữ liệu trong bài viết. Đầu tiên mình xin nói qua về cách khai thác và sử dụng dữ liệu cho bài viết từ Google Search. Mình sẽ sử dụng các câu hỏi phổ biến nhất theo công cụ Google Trend, điền lên Google ở chế độ ẩn danh, nếu không thì kết quả hiển thị sẽ bị ảnh hưởng bởi lịch sử tìm kiếm của mình, và để chức năng Autocomplete tự động hiển thị những tìm kiếm được thực hiện nhiều nhất với dạng câu hỏi đó. Qua đó chúng ta có thể thấu hiểu được hai phái thường thắc mắc, lo lắng về nhau điều gì trong tình yêu. Những thắc mắc hàng đầu. Phần này mình sẽ sử dụng cấu trúc dạng tại sao bạn trai bạn gái ba chấm. Với những cấu trúc tương tự ít phổ biến hơn hay thay bạn trai bạn gái bằng người yêu thì kết quả hiển thị cũng thể hiện cùng insight. Cột bên trái thể hiện phàn nàn của bạn gái, cột bên phải của bạn trai. Các bạn có thể xem trên màn hình. Như chúng ta có thể thấy, phàn nàn hàng đầu của phái nữ là ít nhắn tin, mặc dù điều này có vẻ không phải là vấn đề với phái nam, vì họ thường là bên chủ động nhắn tin. Điều này thể hiện các bạn nữ rất muốn có được sự quan tâm thường xuyên của các bạn nam. Còn một phàn nàn khác liên quan đến nhắn tin là không trả lời tin nhắn, đều đến từ hai phía. Điều này cũng hợp lý, vì trái thích bị xin mà không rep, dù cho đó là mối quan hệ thân thiết hay xã giao. Phàn nàn phổ biến tiếp theo chỉ có phái nữ là bạn trai thích sờ, sờ gì thì lại không nói rõ. Tiếp nữa là không muốn công khai. Điều này thể hiện nhiều người con trai có lẽ không yêu bạn gái đủ nghiêm túc và sâu đậm, sợ gia đình phản đối hoặc là đang có một sự không minh bạch nào đó. Một sự thú vị nữa là ghen tuông. Con trai thường phàn nàn về việc con gái hay ghen, còn con gái thì lại hay thắc mắc vì sao con trai không ghen. Một chút ghen tuông hay hờn giận như là gia vị trong tình yêu vậy, hãy giữ nó ở mức vừa đủ. Nếu là con trai thì hãy thông cảm, bao dung cho người yêu nếu họ hay ghen, và thỉnh thoảng hãy thể hiện một chút ghen tuông để cho bạn gái biết là bạn đang yêu cô ấy rất nhiều. Và con gái đúng là cực kỳ phức tạp so với cánh đàn ông con trai. Khi mà phàn nàn chủ yếu của con trai về sex là bạn gái không muốn quan hệ, thì con gái lại là bạn trai không muốn quan hệ, lẫn bạn trai muốn quan hệ. Cái này thì tôi chịu, nhường cho các bạn nữ vào giải thích vậy. Con gái cũng hay giận thường xuyên hơn con trai, nhiều khi không cho bạn trai nắm tay. Và con gái thường muốn chia tay nhiều hơn con trai, khả năng là vì nhiều khi họ dỗi người yêu chứ không phải vì họ thực sự muốn chia tay. Chuyên gia tư vấn tình cảm Google. Mình sẽ chia thành hai phần, với phần 1 là dạng câu hỏi có nên ... bạn trai bạn gái, và phần 2 là cách để ... bạn trai bạn gái. Cả hai dạng câu hỏi này đều thuộc dạng phổ biến nhất nhưng có tính chất khác nhau. Dạng 1 là câu hỏi nghi vấn, còn dạng 2 là câu hỏi về cách thức. Chúng ta thường sử dụng nó để hỏi ý kiến hoặc xin tư vấn từ người khác khi đang lo lắng hay thắc mắc về một vấn đề gì đó. Các bạn có thể xem kết quả trên màn hình. Qua bức ảnh trên, ta có thể thấy 7 trên 10 tìm kiếm của con gái là có nên cho bạn trai sờ mó, đụng chạm, quan hệ. Điều này thể hiện phái nữ rất nhạy cảm và nghiêm túc trong việc đụng chạm thể xác và quan hệ trước hôn nhân. Hai tìm kiếm khác là việc cho bạn trai mượn tiền, và tìm kiếm còn lại là hỏi xem có nên yêu phi công hay không. Con trai cũng có một số tìm kiếm tương tự về việc lái máy bay và cho bạn gái vay tiền. Nó cho thấy rằng vay mượn tiền bạc trong tình yêu là một chủ đề rất là nhạy cảm, và những câu chuyện tình phi công lái máy bay thì gặp khá nhiều trở ngại về mặt tâm lý của cả hai giới. Thắc mắc của con trai thì khá là đơn giản và có phần hơi ngây thơ, như là có nên hỏi bạn gái về người yêu cũ, tìm kiếm có nên níu kéo bạn gái, cho thấy nam giới thường sợ bị cho là yếu đuối lụy tình khi muốn tiếp tục một mối quan hệ, thế nên có thể họ vẫn còn rất yêu khi mối quan hệ đã đổ vỡ nhưng không dám thể hiện điều đó. Còn tìm kiếm có nên cho bạn gái đi tập gym, đơn giản là vì con trai sợ mất người yêu, vì môi trường phòng gym toàn các anh người đẹp như tạc, bụng sau múi, chưa tính đến đẹp trai hay là nhà giàu. Sau đây chúng ta đến với kết quả tiếp theo. Với top 10 tìm kiếm dạng câu hỏi về cách thức, how to, đối với phái nữ, hầu hết là tìm các cách để khiến bạn trai yêu nhiều hơn, quan tâm hơn, trân trọng mình hơn hoặc tặng quà cho mình. Thế nên có thể thấy con gái không quá coi trọng về vật chất như con trai nhầm tưởng, mà đề cao sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Điều thú vị nằm ở tìm kiếm top 2, cách để bạn trai không biết mình mất trinh. Điều này thể hiện xã hội Việt Nam hiện đại vẫn còn rất bảo thủ về vấn đề nhạy cảm này. Suy cho cùng, trong tình yêu trai gái, nếu cả hai đều có thái độ tôn trọng nhau, trân trọng những giá trị tinh thần, sự chia sẻ và cảm thông hơn là quan hệ xác thịt, thì những định kiến lo lắng về cái ngàn vàng sẽ không còn chỗ để tồn tại. Còn đối với phái nam, cũng là những tìm kiếm các cách để bạn gái hết giận và yêu mình nhiều hơn, giống như tìm kiếm của phái nữ. Ngoài ra thì có các tìm kiếm về đụng chạm thể xác, như top 1 tìm kiếm là cách để bạn gái cho sờ, rồi còn có cả
cách để bạn gái tự cởi đồ, cách để bạn gái ôm mình, vân vân. Kết bài. Tóm lại, dù đàn ông có xu hướng thích tình dục và phụ nữ thì cần tình yêu, nhưng không có nghĩa là đàn ông không cần tình yêu và phụ nữ không cần tình dục. Cần có sự yêu thương, tôn trọng, tinh tế và thấu hiểu đến từ cả hai phía để duy trì một mối quan hệ bền vững. Tình yêu là một trong những điều tuyệt vời trên thế giới này. Mong rằng những bạn đang may mắn được tận hưởng tình yêu thì hãy biết trân trọng và gìn giữ. Nếu các bạn ủng hộ thì bài viết sau mình sẽ phân tích giống bài viết này nhưng ở khía cạnh gia đình để xem vợ chồng thường nghĩ gì về nhau, những mâu thuẫn, phàn nàn phổ biến trong hôn nhân. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.